làm lại nồi em lết luôn rồi. Rồi đây là cái lò vết ba anh em. Quanh mình mở tour xe chạy bị lì á, đặc trưng của vết ba là bố à, chạy không chạy được nha anh em, chạy nó sượng sượng với nó không bắt cho lắm chịu á, do là dòng vết ba phải mở lốc nồi ra mới bắt buộc phải bỏ lốc nồi á, là không có quay như kiểu va rô thắt được, nhưng mà nồi này mình vẫn làm theo kiểu mở tour cho thắt nha. Đó, hay là mình sẽ đi vớt bể độ một rinh bi hình chuông và mình sẽ dán bố theo bài của mình luôn nha. Đó, giờ mình sẽ khắc phục cái lỗi là rung đầu bị lì nồi yếu, mình làm xong sẽ gắn vô và quay cho anh xem nha. Đây chiếc vết ba khi mình làm lại nồi, nồi là bố gì nên là nó bị tuột cái này, đã không có được làm lại bố mình này, làm cái bình xăng nó bị kẹt cái dùng chạy níu đó. Làm này là rửa rồi sạch hết rồi, làm cái kim nữa bố này, bố ha, chuông ha, bẻ độ mây gánh bi. Đó, mình làm xong nó mở cái tua lên giống như cái vario cái thắt mình hay quay á, còn gì nó lên tới đây thôi, đây lắp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt như thế nào, chạy nó nhẹ hơn, bốc hơn, chứ nó không có rung vào đầu, không có kêu. Ngày cuối tuần khá là bận rộn luôn, quá trời xe.